lượm rác 10 lần thì mới nhận được một túi rút cun. Robot, mau đàn áp tụi nó cho ta. Tôi không thèm làm gì tốt nữa. Chạy đi mà, chạy đi mọi người ơi. Chúng ta cần phải điều tra Mr. K. Nhưng điều tra thế nào bây giờ? Chúng ta có bao giờ thấy Mr. K ra ngoài đâu. Cách duy nhất là đột nhập vào tòa nhà của Mr. K. Hả?